Bà con ơi, bà con ta biết tỏi ngâm mật ong là rất tốt, bởi vì tỏi không tốt, mật ong cũng tốt. Nhưng mà có riêng một số người và số bệnh thế này, vui lòng đừng sử dụng tỏi ngâm mật ong. Người có đường huyết kém, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa kém, dạ dày, loãng máu. Những người này, chúng ta không nên sử dụng tỏi ngâm mật ong. Tỏi ngâm mật ong nó tốt, nhưng mà không nên sử dụng. Bởi vì người có đường huyết kém là không dùng được, không sử dụng được. Tiểu đường, rối loạn tiêu hóa kém, dạ dày, loãng máu. Còn ngoài ra là nó tốt, vô cùng. Nó tốt là nó tốt cho những người trào ngược thực quản. Nó trị được cảm cúm, giảm được huyết áp, tốt cho tim, mạch, giảm mụn, phòng chống ung thư, giảm rụng tóc, đẹp da. Nhưng mà ta sử dụng là cách Nhật, pha nước hay uống một ngày 2 muỗng như muỗng cà phê. Cho nên bà con, chúng phải tốt là làm ào vô cái càng nửa lít là nguy. Nhưng bà con ơi, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, sao chi?